Xin mời Quang Minh và Hoài Anh bước chân lên phía trước. Hoài Anh và Quang Minh, trong tuần này, hai bạn đã có một sự kết nối với nhau tốt hơn, tìm được tiếng nói chung, sự bổ trợ cho nhau trong công việc khá tốt và cái tâm lý của các bạn làm việc rất là vui vẻ. Nhưng trong quá trình quan sát, chúng tôi vẫn nhận thấy rằng những ý tưởng chủ đạo nhất, mạnh mẽ nhất để quyết định cho thiết kế đó vẫn đến từ Quang Minh. Cho nên Quang Minh vẫn là người xứng đáng nhận chiếc chìa khóa này. Xin mời Quang Minh. Hai thành viên chưa được nói gì nhiều mà anh Vinh đã trao ngay chìa khóa cho Quang Minh. Trong khi đó là cái phần bể cá Quang Minh chịu trách nhiệm chính thì lại không được đánh giá cao. Thực sự lúc đấy là mình cũng cảm thấy oan ức. Em có được lên tiếng không ạ? Xin mời Hoài Anh. Thực ra thì khi ban giám khảo nhận xét về căn phòng của bọn em thì tại vì khi anh Vinh bước vào thì Quang Minh có nói rất là nhiều về ý tưởng của mình đến từ Nhật Bản, nhưng mà lại quên mất một phần, đó là em rất thích về Việt Nam. Thì cái ý tưởng của căn phòng bọn em hướng đến là sự giao thoa giữa văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản, chứ hoàn toàn không phải chỉ là Nhật Bản. Mà khi ban giám khảo nhận xét lại không nhìn thấy nhiều nét Nhật Bản ở trong đấy. Thì em nghĩ là phần thể hiện được cái truyền thống của Việt Nam cũng như là phần mảng sau sofa thì em làm cũng như là Quang Minh hay được phối hợp khá là tốt để làm nên cái phần đó. Khi mà cảm thấy còn sự hiểu lầm trong những nhận xét của ban giám khảo thì mình phải mạnh dạn lên tiếng để khẳng định lại cái thiết kế của mình cũng như là để giải thích cho ban giám khảo hiểu rõ hơn. Và cuối cùng, những gì Hoài Anh nói là tinh thần của Việt Nam có một sự pha trộn. Đúng là điều đó đã giúp cho cái thiết kế các bạn tốt hơn. Nhưng tại sao các bạn không nói sớm với tôi từ những việc đó? Cái điều căn bản của Hoài Anh thiếu sót ở lần này chính là mình mạnh dạn và nhanh chóng thể hiện được đúng cái điều mình đã làm, quyết liệt để thể hiện được đúng quan điểm của mình. Em đang thiếu cái đó. Và tôi hy vọng là Hoài Anh sẽ thể hiện được điều đó trong tập tiếp theo. Bởi vì Quang Minh và Hoài Anh đều sẽ tiếp tục với cuộc thi này. Đón xem tập 11 được phát sóng vào lúc 19:45 ngày 13 tháng 11 năm 2016 trên kênh HTV7.